Những pha đốn tim khán giả của Mỹ Tâm tại Việt Nam Idol 2023, nhiều lần Mỹ Tâm phải bất lực vì được thí sinh gọi là cô. Họa mi tóc nâu, hài hước tỏ thái độ không hài lòng vì cho rằng mình còn trẻ và chỉ nên được gọi là chị. Một số thí sinh chiều lòng nữ ca sĩ Đà Nẵng nhưng một số xin phép giữ nguyên cách xưng hô vì trên lệch tuổi tác quá lớn. Kết quả, nữ ca sĩ bất lực, phải để thí sinh gọi theo sở thích, ngược lại, khi được gọi là chị hoặc khen đẹp, nữ giám khảo lại cười tích mắt cho cho thí sinh chính điểm trước khi thi. Số điểm này được dành cho chàng thợ xăm đổ thế nhật khi anh khen nữ Mỹ tâm, xăm đâu cũng đẹp mà không cần xăm cũng đẹp. Dù vậy, sau đó nữ ca sĩ lại cho biết thang điểm của mình là 20 chứ không phải 10 điểm, bên cạnh lúc đùa giỡn, không ít lần Mỹ tâm nghiêm mặt với thí sinh. Cụ thể, trong phần thi của đoàn thị Thanh Hiền, nữ ca sĩ yêu cầu thí sinh khỏi hát nữa khi cô đang trình diễn ca khúc gửi ngàn lời yêu. Tuy nhiên, hóa ra Mỹ Tâm nói vậy là vì cô quá thích Thanh Hiền và đồng ý cho Hiền vào vòng trong lập tức, tương tự với thí sinh Nguyễn Thành Đạt, nhạc sĩ piano làm việc ở nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tâm lại cho biết mình không thể kiềm chế sau khi nghe anh hát bài nửa thập kỷ. Giọng ca Người Hãy Quên Em Đi còn nhận xét thành đạt hát tinh tế và rất đáng quý. Trong tập 7 của Việt Nam Idol, Mỹ Tâm còn làm nũng với giám khảo Huy Tuấn vì anh nói không bình chọn cho Lâm Phúc ở vòng này. Sau đó, anh lại nói sẽ bình chọn cho Lâm Phúc ở vòng sau. Mỹ Tâm nói Huy Tuấn làm cô bị một phen hú vía.